Xin chào mọi người nha. Đây cái hũ trứng này nè. Út đang Út lấy vô Út quay cho mọi người coi nha. Cái mọi người cứ xem video này xong rồi làm theo đúng hướng dẫn dùm Út ha. Thì khi hũ trứng gửi tới tay bà con mình nha, ngay lập tức mọi người nếu mà cảm thấy có vấn đề gì, mọi người nhắn tin qua số điện thoại 0976629090 dùm Út liền ngay lúc đó nha. Hoặc là trên hũ trứng có ghi ngày nở thì mọi người coi đúng ngày đó là phải nhắn tin cho bên trại Úc, tại trứng là bên trại Úc được đảm bảo, cho nên bà con mình yên tâm, nhưng mà phải đúng ngày đó nha. Chứ ví dụ như trễ 2-3 ngày thì bên trại Úc sẽ không xử lý đơn bị trễ ha mọi người. Đó là cái cách làm việc ở bên trại Úc, nên bà con mình lưu ý nha. Khi mọi người nhận được hũ trứng mà nó chưa nó đây nè, đây cho mọi người coi nè, Úc đang dùng cận cảnh nha, tại vì mọi người coi qua video mọi người tưởng đâu nó to, nhưng thực ra cái con này cực kỳ nhỏ. Út đang quay nó cận cảnh, mọi người thấy nó di chuyển không? Đây nè, đó. Nhưng mà cái này là nó mới nở ra nên nó di chuyển. Còn nếu như nó nở ra được quá một ngày rồi thì nó sẽ ít di chuyển hơn. Trừ phi mình lắc nó nhìn thiệt kỹ thì mới thấy ha. Còn đây là nó mới nở nè, mới nở cho nên nó đang chuẩn bị đi để tìm thức ăn á. Cho nên nó sẽ lo nho như thế này ha. Thì mọi người lấy dùm Út ha, một hũ như này là 30g lấy dùm Út 1-2kg cám gà con nha. Cám gà con tuyệt đối không sử dụng cám bắp hay cám gạo. Út nói trong rất nhiều video nhưng bà con mình không để ý, cứ lấy cám gạo là cho nó ăn, cho dù nó nhỏ hay nó lớn thì nó cũng đều là chết hết nha. Nhiều bà con mình cho ăn xong nó bị chết chết mà mọi người không có hiểu, nó kiểu nó phồng lên xong nó xẹp lép à, là nó không ăn được cám gạo hoặc là cám bắp nha mọi người. Nên bà con mình lưu ý giùm Út ha. Đây nè, cho mọi người coi cái sự di chuyển của nó nha. Đây, đó, mọi người thấy không? Thấy nó rớt xuống không? Đây ha, để một chút ngược nó lại. Thì mọi người lấy 1 ký cám gà con, 2 ký đi, 2 ký cám gà con hòa với nước cho nó sệt sệt nha. Để cho nó nửa tiếng nó nở cái cám ra nha mọi người. Không phải là mọi người lúc này mọi người đổ cái hũ này ra đâu nha. Nó nở ra tơi như thế này mình mới đổ ra. Và trên cái hũ trứng nó có ghi ngày nè. Ví dụ như đây là ngày 21 nó nở, nhưng cái hũ trứng này nó tới Út ghi ngày 21 là ngày mai là nó nở được một ngày rồi, là lúc đó mình đảm bảo là nó nở 100%. Còn khi mọi người quan sát mà ví dụ ngày 20 nó nở thì mình đổ ra nuôi luôn. Còn nếu không thì tới cái ngày ghi trên hũ trứng là 21 tháng 6 nó nở là ngày mai đó. Thì mọi người nếu mà có vấn đề gì là ngay lập tức gọi điện cho Út nha. Còn trễ sau cái ngày này thì bên trại Út sẽ không xử lý cho bà con mình được. Nên bà con mình phải lưu ý nha. Hòa 2 ký cám gà con cho nước sệt. Nhưng mà không được mình nắm như này mà nó không có bị rỉ nước ra ha. Bỏ vào một cái khay vuông, không bỏ vào cái thau nha mọi người. Tại vì sao? Đó là những cái kinh nghiệm mà Út đã làm mấy năm nay rồi. Bỏ vào cái thau nó cao như thế này thì khi cái... Mọi người biết không? Khi cái con sâu nó bò, nó sẽ bò lên cái thành, và mọi người lấy cám gạo hay cám bắp mọi người rắc vô, nó không có tác dụng gì hết, nó sẽ làm chết con sâu thôi chứ nó không có tác dụng gì hết nha. Nên bà con mình lưu ý dùm Út ha, là lấy cám gà con nha, hòa với nước cho nó sệt sệt, để trong vòng nửa tiếng cho nó nở cái cám ra. Mọi người thấy cái này nó di chuyển không? Đây nè, Út để sát lại cho mọi người coi nha. Đó, đây ha, đây đó, mọi người thấy nó di chuyển không? Nó rất là chậm, mắt cận với người lớn tuổi là sẽ rất là khó thấy. Mình nhờ người thân mình coi dùm Út nha. Rồi sau đó mới đổ cái này nè đều lên nha, chứ không phải là khi mọi người nhận được hũ trứng cái mọi người đổ ra cái giấy là không có đúng. Tại vì bên trại Út đã bỏ những cái dinh dưỡng thức ăn trong này để kích nở trong này rồi. Khi mọi người biết không, thí dụ trời mát mát thì không sao, mà trời nắng nóng khi mọi người đổ ra phát là cái trứng nó khô luôn, nó rất khó nở. Hoặc là mọi người nó để bị ướt là nó không có nở được luôn. Cho nên là Út đã nhắc lui nhắc tới là bà con mình phải để nó nở tơi như thế này. Đến cái ngày này có vấn đề gì thì gọi lại liền cho Út, còn không thì mình đổ ra nuôi luôn nha. Nếu mà nó đã nở ra như thế này rồi ha. Đây là nó mới nở cho nên là nó mạnh. Còn nếu mà nó nở qua một ngày rồi thì nó sẽ nằm im để nó ăn, nó xử lý thức ăn. Thì nó khác nha mọi người. Thì mình lấy để im như vậy, lấy 2 ký cám gà con hòa nước sệt sệt, xong rồi đổ ra cái máng vuông ha, xong rồi đổ đều cái rắc đều cái con non như thế này lên, rồi bắt đầu mới để im dậy cho nó ăn 3 đến 4 ngày. Sau 3 đến 4 ngày thì lớp cám trên mặt nó sẽ bị mốc và bị cứng, thì mình lấy cái bình phun sương mình rắc nó lên, rắc nước lên,
hoặc là lấy thêm một ký cám gà con hòa cho nó nhão hơn lần đầu tiên. Mình rắc đều nó lên là để im nó xử lý thêm một ngày nữa là nó tơi ra, và sau đó mình sẽ đổ thức ăn ra cái máng lớn. Đổ ví dụ 50 kg hay 100 kg luôn cũng được, ra máng lớn rồi bắt đầu đổ cái con non ở trong cái khay vuông này lên cái máng đó nha, chứ không đổ ngược cái thức ăn lên cái con non trong cái máng mà mình đang ủ 4-5 ngày nha mọi người. Mọi người lưu ý giùm Út nha. Đây nè, đó, cái này là đây, bắt đầu bây giờ là đang trưa trưa nó bắt đầu nở, tới lát nữa là nó nở sum suê ra luôn á, mọi người thấy không? Đây nè, nó đang di chuyển rất là chậm, phải nhìn kỹ. Út đang để máy rất là sát luôn đây nè. Dùng cho mọi người coi nha. Đó, mọi người thấy không? Đây là để sát, mọi người nhìn thấy. Bởi vậy phải mọi người nhờ nhờ con cháu hay gì á, nếu bà con mình có tuổi á, mình nhờ con cháu mình nhìn dùng Út nha. Chứ nhiều khi bà con cứ nói là nó không thấy nó nhúc nhích, tại vì phải nhìn kỹ. Cái này Út dung gọi là cự ly cực gần luôn rồi nè, mọi người thấy không? Đó, thì mọi người mới nhìn được. Còn như Út mắt cận loạn là Út cũng khó nhìn thấy lắm. Thì nếu mọi người mà chưa biết cách nuôi thì cứ inbox vào Zalo của Út là 0976 629090. Út sẽ hướng dẫn cho mọi người. Yêu cầu bà con mình là làm đúng theo hướng dẫn của Út nha. Không tự ý đổ ra nuôi hoặc là đổ lên cái tờ giấy. Không phải nha mọi người. Mỗi trại sẽ có mỗi cách xử lý kích trứng nó nở tối ưu nhất. Cho nên bên trại Út á, rất là mong bà con mình sẽ biết được cái cách làm việc bên trại Út là để im tới ngày nở. Tới ngày nở là 21 nha, ngày mai. Nếu có vấn đề gì ngay lập tức gọi điện thoại liền 0976 629090. Còn nếu không có vấn đề gì thì mình mọi người đổ ra nuôi là bằng cám gà con hòa với nước sệt sệt để nửa tiếng cho nó nở tơi cám, không có bị rỉ nước nha. Khi mọi người đổ ra đây, nghĩa là ví dụ như đây nha, thí dụ đây ra ha, đây ví dụ như đây là cái máng vuông đi nha, không có lấy cái thau, mọi người đổ vô ở đây nè, đừng có đổ giáp biên, giáp cái biên như này nè, là mọi người biết không, giáp cái mí như vậy á, là nó sẽ bị nó bò lên cái thành, là mọi người không có kêu nó về được đâu. Mọi người để vô đây, đó đó là nước nó không được rỉ ra mấy cái viền này nha. Cái con này nó sẽ bò ra cái nước và rỉ ra mấy cái viền này sẽ gây hao hụt hết của bà con mình, cho nên bà con mình lưu ý dùm Út nha, tuyệt đối phải làm theo đúng hướng dẫn dùm Út ha. Thì Út đã cố gắng quay video tận tình và chi tiết để bà con mình có thể làm đúng, để mọi người đỡ bị tránh hao hụt trong cái quá trình mình nuôi nha. Nếu mọi người cần giống thì cứ liên hệ với Út ha. Qua số điện thoại là 0976629090 nha. Cảm ơn mọi người, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video đầu tiên mỗi khi Út post lên cho mọi người coi nha.